Việt Nam Smart TV kính chào quý vị khán giả và chào mừng các bạn đến với trận chung kết trong mơ của bộ môn Liên Quân Mobile trong giải đấu đấu trường danh vọng mùa hè 2017. Và đây chính xác là một trận derby ở Sài Thành rồi. Đó là một đầu giữa Sài Gòn Phantom và Morning Esports, một cuộc đối đầu mà có rất nhiều điểm chung. Cả hai đội tuyển này đều đã từng có thời điểm rơi vào tình trạng là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng họ đã nỗ lực vượt lên và hiện tại đang gặp nhau ở trận chung kết. Ở giai đoạn vòng bảng, Sài Gòn Phantom đã thất bại 1-2 trước Morning Esports, và đó cũng trong lý do mà khiến cho họ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng sau đó ở ngay loạt trận tiebreak, họ đã giành chiến thắng chính trước Morning Esports cùng với Game TV để có mặt ở đây, chính thức là có mặt ở trận chung kết với vai trò là nhất bảng. Với những gì thể hiện của Marine Esports thì tôi tin rằng họ hoàn toàn có cơ hội để chạm tay vào chiếc cúp như các bạn đã thấy ở trên màn ảnh nhỏ đây. Còn về Sài Gòn Phantom, tôi chỉ hỏi về... Tôi có tìm hiểu qua và tôi cũng có hỏi với những thành viên hoạt động tích cực trong cộng đồng của Liên Quân Mobile là họ có mạnh không? Thì nhận được một câu trả lời cực kỳ ngắn gọn và xúc tích: Sài Gòn Phantom rất mạnh. Đúng. Đấy, thế nên đây tôi xin tạm thời được gọi là một trận derby trong mơ. Tất cả những khán giả ở đây đều đang được chứng kiến hai đội chủ nhà thi đấu với nhau. Vậy thì nếu như cho Tuấn một vài những cái sự dự đoán, thì dù sao thì anh Tuấn đây cũng là một trong những bình luận viên xuyên suốt của giải đấu. Anh cảm nhận thế nào và anh nghĩ cái kết quả trận đấu nó sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế nào? Thực sự nếu như mà cái trận vòng đấu playoff phải đánh luôn, tức là sau cái vòng bảng là đánh luôn, thì tôi nghĩ rằng chiến thắng tỷ lệ cao sẽ dành cho Sài Gòn Phantom. Tuy nhiên lúc này có thể nhận ra Marine Esports họ đang thay đổi quá nhiều thứ. Do đó bảng, hay chính xác là ở trong giai đoạn mùa xuân cũng như là phần lớn giai đoạn vòng bảng, HCC luôn là người đục nuôi béo. Nhưng lúc này chúng ta sẽ nhận ra sự có mặt đến từ Black cũng như là Đồng Nam với những vị tướng. Đặc biệt là Black One, anh ta gần như đã thăng hoa với vị tướng Preta và khiến cho chính Game TV gặp quá nhiều khó khăn. Còn với Đồng Nam, anh ta luôn là một trong vai trò, đó gọi là con bài chiến thuật dự bị. Chiến thuật ở đây không phải là chiến thuật là không được đánh, mà là chiến thuật để tỏa sáng. Với tình huống, nhiều trình hướng, HCC hay là Black One không tạo ra những sự đột biến, thì chính Đồng Nam mới là người tạo ra sự đột biến với khả năng mở được giao tranh và càn quét. Thì thực sự để cho chính cá nhân tôi đánh giá thì là kèo cân 50-50. Có nhiều người nhận xét rằng Marine Esports thi đấu hơi đơn màu, không nhiều màu sắc lắm. Điều đấy không sai, nhưng cái vấn đề là khi cái màu sắc đó đã đủ rực rỡ, đủ chói lòa rồi thì nó không còn quan trọng nữa. Đấy vẫn là một bức tranh toàn cảnh đẹp. Và tôi nhận định rằng cũng hoàn toàn đồng ý với cái 50-50 của anh Quốc Tuấn đây. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đến với cặp đấu Sài Gòn Phantom và Marine Esports ở một khía cạnh nó sâu hơn. Sâu hơn. Thì như chúng ta đều biết, HCC cùng với cả Black One, đây chúng ta cùng theo dõi về đội hình gia quân của Sài Gòn Phantom trước đã. Như vậy là Sài Gòn Phantom đã có sự thay đổi về mặt nhân sự. Chính xác hơn là vai trò của vận động viên, đó là Dev, từ một người chơi đi đường đã chuyển sang đi rừng. Và giờ Dev quay trở về cái vai trò thường thấy của anh ta trong đội hình Sài Gòn Phantom khoảng thời gian trước đây. Cùng với đó, lớp 95 ở đường giữa Yamate và Cyrus. Trong khi đó, đội hình của Money Sport vẫn được giữ nguyên với Colossal, HCC, Black One, Đồng Năm và BK Dừa với vai trò là trợ thủ. Không có gì thay đổi cả đến từ Marine Esports, và cái cặp đôi game thủ chuyên nghiệp chúng tôi sẽ đưa ra để so sánh trận đấu này, đó là cặp đi rừng của cả hai bên, tức là Dev. Lượng tướng sử dụng, nhìn con số 8 thôi đã cảm thấy đáng ước mơ rồi, vì anh ta thi đấu ở nhiều vị trí mà. Thế nên cái con số 8 này nó không phải là con số chỉ nguyên tướng rừng không. Trong khi đó thì HCC 4 là nhiều. Với tôi 4 là nhiều và tôi vẫn rõ như in những con tướng đó là những con tướng nào, nhưng không tiện kể ra ở đây vì nó quá nhiều. 76,90% khả năng tham gia hạ gục, đấy là một con số ấn tượng với một người đi rừng. Hoàn toàn đồng ý. Và bây giờ thì HCC anh ta giai đoạn đầu, tức là Marine Esports không phụ thuộc anh ta quá nhiều giai đoạn đầu trận đấu nữa. Và thực sự anh ta sẽ cùng với những đội của mình cùng thăng hoa chứ không phải là đơn độc. Còn với Sài Gòn Phantom, với việc đưa Dev, một người chơi kỹ năng cao, ra vị đi rừng, thì rõ ràng đây là một trong những cái thành viên có thể đối chọi tốt với HCC. Được. Ngoài ra sự bổ sung Yamate, vâng, người đang nói rất lớn ở màn hình lúc nãy, là một sự bổ sung tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng trong cái cách vận hành của Sài Gòn Phantom. Nên nhớ rằng những chiến thắng của Sài Gòn Phantom trước Money Sport thì Yamate đóng vai trò rất lớn, đặc biệt là nếu như mà để cho anh ta có con bài cho là cách lên đồ, đó là phun chống chịu. Anh ta sẽ liên tục trong giao tranh la vào ủi thẳng bỏ qua dàn chắn của đối phương, bởi dàn chắn đó không thể làm choáng được Chona. Anh ta ủi thẳng vào người vị trí của HCC và khiến cho HCC không có đất diễn trong pha giao tranh. Bây giờ thì nói thêm một vài những khía cạnh bên lề, anh từ từ đã đến cấm và chọn rồi, chỉ chúng ta cũng quan tâm đến những vấn đề in game mà thôi. Những cái đối thủ đối đầu với Marine Esports thường hay cấm, một là Violet, hai là Preta, thì Preta đã bị cấm lại bởi Sài Gòn Phantom, như vậy là hợp lý. Và một phần cho thấy rằng Dev, người đi rừng mới, tức là không phải là thành viên mới mà người đi rừng mới của Sài Gòn Phantom,
không quá ngán ngẩm về cái việc HCC có được Violet hay không. Điều này càng chứng minh đấy là họ đã quyết định lấy Malok chứ không phải là lấy Violet trước. Và quay trở lại lượt cấm của Paris Sport thì họ đã gặp quá nhiều ác mộng với từ trao đà này khi phải đối đầu với Saigon Phantom, và quyết định cấm đi của họ cũng là quyết định rất sáng suốt. Và rất có thể Paris Sport với việc trao đà đã bị tước đi thì họ có thể tiện đi đưa ra một hình nhiều trạng thái khống chế và tiếp tục là HCC và Black sẽ tỏa sáng. Violet không có gì bất ngờ, cùng với đó là Scott, một vị tướng có thể đảm nhiệm tốt vai trò đi đường cũng như là trợ thủ với việc tạo ra nhiều khống chế. Vậy thì phần khó bây giờ đang được đẩy về Saigon Phantom, cũng thực ra không phải là khó. Để xem nào, còn những vị tướng nào nữa, thường thì các đội tuyển hay lấy cho mình cái bộ ba đấu sĩ ngay từ đầu, nhưng hiện tại thì Saigon Phantom chỉ dừng lại là hai về mặt đấu sĩ thôi, và sau đó thì họ lấy ngay lập tức cho Lux, Nightfire, đấy là lớp chín là Zina ở khu vực đường giữa. Saigon Phantom tôi nghĩ là họ rất thông minh, lượt cấm và chọn, tức là họ biết được rằng đối phương sẽ không đánh Nakroth và họ chưa gì phải chọn vội cả. Cứ chọn những con bài mạnh ở từ vị trí đã, họ có một con bài solo đường rất mạnh. Theo cá nhân tôi đánh giá mạnh nhất đó là Malok. Ở đường giữa cũng rất ổn với Zina, trợ thủ Thên. Chúng ta được chứng kiến quá nhiều những màn tỏa sáng của Thên rồi. Và tiếp theo đó sẽ Oma, và khả năng cao lựa chọn cuối của họ sẽ là Nakroth. Còn quay trở lại với Esports, họ đã có cho mình Crest và Oma. Oma ngày... À không, xin tôi quay sang bên kia, đấy là Omega. Omega đấy là vừa có được lượt khóa lại bởi Omega. Đây là lần đầu tiên Omega được xuất hiện trong ngày thi đấu hôm nay đúng không? Đồng ý. Một con bài đã được coi là hơi lãng quên một chút, không còn được sử dụng nhiều. Thì đây là một trong những chân tướng có khả năng tiếp cận áp sát rất là tốt, khả năng khởi động khống chế nhiều, hất tung có, làm choáng có, và đặc biệt là tất cả các chiêu thức của Omega đều có thể gây được vào trụ. Thì đây là một trong những lá bài có thể sử dụng trong chiến thuật đẩy trụ nhanh rất là hiệu quả. Và quay trở về với Marine Esports thì lựa chọn cuối của họ đó là Laurier, một vị tướng mới được ra cũng đã thể hiện được những mặt tích cực. Tuy nhiên trong một vài cái trường hợp, ví dụ như là bị dồn sát thương hoặc là bị giữ chân quá lâu, thì rõ ràng Laurier không có khả năng bay nhảy thì phần nào đó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ cái phép bổ trợ mà Black One có thể đem ra sử dụng trận đấu này đó chính là cái bất tử. Người dẫu sao đối phương cũng sở hữu những vị tướng có thể càn vào và tạo ra một sát thương lớn. Tiêu biểu đây đó là Nakroth và Zina. Nếu như để phân tích kỹ hơn thì cái việc mà HCC thường xuyên đánh Violet, Phoenix hay là Slim, những vị tướng đánh xa, nó vừa là điểm mạnh và nó vừa là điểm yếu của chính đội tuyển này. Bởi vì đấy, như các bạn thấy, một trong những con bài rất hot trong đợt ban là Nakroth thì gần như chẳng bao giờ được chọn bởi chính đội tuyển Marine Esports. Thế nên là họ thường xuyên, một là phải mất đi một lượt cấm vào con bài này, hai nếu như để hở nó ra thì nó chính là một những tác nhân để khắc chế vào chính con Violet của cái anh chàng HCC đấy. Ngoài ra thì cũng chính là Zina, trong game đấu thứ hai game PV thắng được là cũng chính nhờ bộ đôi Nakroth cùng với cả Zina. Trận đấu này nghe chừng ra thì Marine Esports đã gặp một vài vấn đề về khả năng counter pick đến từ bên phía đối phương. Thực sự là cũng rất khó, bởi nên nhớ rằng Marine Esports đã đánh 8 trận trước khi bước vào trận chung kết này. Họ hết bài rồi. Họ đúng, bài thì có hạn thôi. Có phải là ra cắt lượng đâu mà nghĩ ra nhiều bài như thế. Thì cái việc mà hiện tại cảm giác như Saigon Phantom hơn việc cấm và chọn thì không có nhiều bất ngờ đúng không? Đúng. Nhưng chưa chắc là việc cấm và chọn hơn sẽ đưa cho bạn một cái chiến thắng. Đã có rất nhiều trận đấu ở trong ngày hôm nay cấm và chọn hơn nhưng họ vẫn thua. Trận đấu đã được bắt đầu rồi, và trước khi trận đến với trận đấu này, tôi đưa ra một cái so sánh bên lề nữa là một đội thì có lợi thế về mặt sức khỏe, và một đội thì lại đang được có lợi thế về mặt gọi là chiến ý. Chiến ý. Và cách tốt nhất để bẻ gãy chiến ý hiện tại của Marine Esports là dội ngay lập tức một gáo nước lạnh vào mặt họ. Và muốn làm điều đó thì Saigon Phantom phải thắng, và Yamate kích hoạt những cái chiêu đầu của mình lên, lao lên rất nhanh, giao tranh nổ ra ngay từ những cấp độ 1. Trong khi đó Dep thì vẫn đang tập trung ăn con bù xanh, mặc kệ những người bạn của mình đánh nhau ở gần trụ của đối phương. Sức mạnh của những vị tướng ở cấp độ 1 nghe chừng ra Saigon Phantom mạnh hơn. Họ băng cả vào trụ nhưng họ đã rút ra. Và Dep không phải là chủ nhân của con bùa xanh phải không? Có, anh ta có cho mình con bùa xanh, nhưng Cyrus thì nhiều khả năng là sẽ phải để lại tính mạng của mình. HCC có được điểm chiến công đầu, đó là một sự thành công của Marine Esports nói chung cũng như là HCC nói riêng. Và phải nói nó dường như là một pha giao tranh, ép giao tranh có lợi dành cho Phantom, bởi trước khi giao tranh nổ ra, ZS đã có cho mình cú độ tại của mình. Nên khi giao tranh xảy ra, anh ta cứ liên tục quẹt vào người của HCC, một sát thương chuẩn liên tục được kích hoạt vào người xạ thủ của Marine Esports. Anh ta gặp khó khăn nhưng sau đấy to đại có điểm hạ gục thì coi như khó khăn đó là không có nữa. Tôi thấy rằng cái việc giao tranh cấp độ 1 của Saigon Phantom không nhất quán. Một người cứ ăn con bùa xanh trong khi bốn người còn lại còn dấu hiệu đánh nhau, thậm chí có phần băng cả vào trụ nữa. Tôi thấy
Manlock đã thậm chí ăn một hit bắn từ trụ rồi, như vậy là hơi thái quá. Nếu như đấy là chiến thuật câu giờ để cho bạn mình ăn mùa xanh thì thôi, mọi thứ nên dừng lại mức độ vui thôi. Một câu chuyện mà đến mức vui quá thì nó không hay cho lắm. Khởi đầu của Dep, lúc này anh ta đã ăn xong một bùa xanh phần rừng của mình. Như vậy anh ta đã có 3 bùa. Và không bất ngờ khi thời điểm 1 phút 46 anh ta đạt cho mình cấp độ 4. HHC mới chỉ có độ 3. Ăn xong con thổ dân này cũng có khả năng cao đạt cho mình 4 luôn. Nhưng Đồng Nam bị hất tung lên bởi nắc rốt trong tay của Dep. Và mất đi một lượng máu cũng tương đối đáng kể. Khá nguy hiểm, tiếp cận con rơi quỷ rồi là cả 5 thành viên. Xin lỗi các bạn, là cả 4 thành viên của Sài Gòn Phantom nhưng họ không ăn. Trong khi đấy thì lý do họ phải rút lui vì bên đối phương Colossal là người tiếp cận rồng đầu tiên và nó làm thu hút sự chú ý của Sài Gòn Phantom, buộc họ phải trở về đây. Xem nào, so sánh về cấp độ cả hai bên khá là xem nhau. Yamate đang lao được tuyến đầu, anh ta có giáp đến từ chiêu 1 của mình, anh ta đang lao đến khép góc HCC. Có thể Yamate sẽ bị hạ gục nhưng không quan trọng nữa, rồng được ăn bởi Sài Gòn Phantom. Dep phải lên bảng, Lock 95 cũng sẽ phải lên bảng và Cyrus có lẽ là người lên bảng tiếp theo. Cả đội hình Sài Gòn Phantom tan nát dưới sức chống trả của Marine Esports, Yamate. Quét sạch dành cho Marine Esports, hat-trick dành cho Laurien của Đồng Nam, chứ không phải là dành cho Laurien của Black One. Rõ ràng cái hang đó nó quá hẹp, nó quá hẹp và với sự kết hợp giữa Press cũng như Laurien là quá tuyệt vời rồi. Nhưng chiều cuối đó là đều trên diện rộng. Và trên cái diện rộng đấy, Laurien có thể bay nhảy thoải mái với cái chiêu thức thứ hai của mình và tạo ra một sát thương khổng lồ đến các thành viên của Money Sport. Và đây nhớ rằng nội tại của Laurien là gây ra sát thương chuẩn trên diện rộng. Rất ghê gớm, sát thương chuẩn là thứ nguy hiểm nhất trong bất kể loại tựa game MOBA nào. Bởi vì nó bỏ qua hết khả năng kháng phép cũng như khả năng giáp của bất kể vị tướng nào. Nó là chu đam, thế nên là điều đấy là một cơn ác mộng dành cho đối phương. Vậy thì quay trở lại vấn đề, bạn có rồng, ok. Nhưng bù lại bạn để lại một cái quét sạch tiền mất. Nó không phải là tiền mất mà là đi buôn như thế này thì đúng thật là đầu thóc giống ra man rồi. Đồng ý, và thêm một yếu tố nữa tôi phải nói trong vai trò đó là HCC không bị đụng quá nhiều. Thực ra là có, ngay từ giai đoạn ban đầu đấy, thì anh ta bị khép bắp bởi Omega. Nhưng sau đấy là khi mà Crest và Laurien đã băng vào rồi, đội hình của Sài Gòn Phantom bị giữ nguyên thì lúc đó HCC đang ở đứng bên mé bên kia bờ tường của con rồng, là cứ thế liên tục lộn rồi bắn. Sát thương có thể là xuyên rồi tầm đánh xa nữa, rất thoải mái. 3 nguồn sát thương, chính xác là 2 nguồn sát thương vào một yếu công chế trên diện rộng, nó đều chuẩn xác như vậy thì không khó để không bất ngờ khi Marine Esports có được lợi thế và tiếp tục một điểm hạ gục nữa. Đây hình quay như lại. Là quay lại replay của pha thi đấu vừa rồi và chúng ta đã được thấy cảnh Yamate đã phải bị hạ gục và như thế nào. Đây cũng chính là người duy nhất có thể lao vào chạm được đến người của HCC, nhưng lúc đó tôi nhớ là Omega mới chỉ đạt cấp độ 3. Tức là anh chỉ có 2 chiêu thôi. Mà nếu như muốn gây áp lực vào HCC thì bạn cần nhiều hơn là hiệu khống chế. Bạn cần thêm sát thương. Và nếu như có chiêu cuối không có cái cú xoay đấy thì không thể làm khó HCC được. Thiếu sát thương và nên nhớ rằng Omega tôi nghĩ không phải là vị tướng quá thích hợp để có thể tấn công vào một Violet cơ động. Anh ta, nhiệm vụ của anh ta là sẽ băng vào làm choáng. 2 cú làm choáng, 1 cú hất tung, 1 cú làm choáng, đúng không? Thì lúc đấy anh ta cần sự hỗ trợ đến từ sát thương của đồng đội. Đúng. Anh ta băng vào như vậy là không hề có sát thương và cái việc mà anh ta không thể kết thúc nhanh hay là khiến cho Violet của HCC phải lui ra khỏi cái hang rồng đấy có điều dễ hiểu. Về mặt cơ bản mà nói thì Omega nên được kết hợp với một vị tướng sát thủ, Nagrok là điển hình. Vì Omega ra hất tung, lấy tốc độ di chuyển để ghim đối phương lại bằng hất tung và làm choáng, sau đấy để cho Nagrok lao vào hất tung thêm 1-2 lần gì đó nữa. Nhưng cái quan trọng nhất là phải có đủ sát thương để dồn vào cái mục tiêu mà Omega bắt. Những điều đấy thì ở Nagrod đã không có. Vì thứ nhất là Nagrod đã hơi mất tập trung cho một mục tiêu khác quan trọng hơn là rồng. Và thứ hai là anh ta cũng đầu tư hơi nhiều tài nguyên vào con rồng đấy. Đầu tư chiêu thức, đầu tư sát thương, đầu tư cả cái trừng trị vào con rồng. Thế nên không có hơi sức đâu để mà đi xem Violet đang ở đâu để mà dùng sát thương được. Và ở thời điểm hiện tại thì với pha quét sạch đó, rõ ràng Marine Sport họ đang có một khởi đầu tốt hơn so với đối phương. Và khi mà có một khởi đầu lớn như vậy, giống trong cái cách mà họ vận hành ở giai đoạn vòng bảng, tức là luôn là đội tuyển có cái tỷ lệ ăn được rơi đầu hoặc là rồng đầu sớm, tất nhiên là sớm nhất ở trong top 4 đội tuyển hiện tại, thì cái việc mà Marine Sport để mất đi chiến thắng nó là ít. Đến bây giờ tôi quay lại vấn đề thì tôi đang cảm giác rằng trong ngày hôm nay không phải là Cần Thơ WePro là đội có khả năng giữ được lợi thế tốt nhất. Ngày hôm nay, cụ thể là ngày hôm nay trong buổi đánh họp này thì Marine Sport mới là cái đội làm được như vậy. Họ không những giữ được tốt mà họ còn đẩy cao cái tính cao trào đấy một tốc độ rất là nhanh. Người ta đưa cho họ một quả cầu tuyết và họ ngay lập tức nó tạo ra một quả cầu khổng lồ ở một quãng thời gian cực kỳ ngắn. Cảm giác sau khi họ có được con rồng đầu thì những cái trụ tiếp theo họ có chỉ mất được vài phút mà thôi. Trận đấu này họ có Violet này, họ có cho mình thêm đó là Scoot rồi thêm cả Laurien. Rồi ai nữa ta, tự quên mất rồi. Omega. Omega xin lỗi các bạn, là Oma. Như vậy đây đều là những vị tướng có
có thể kết hợp Violet trong tình huống cướp rừng. Tức là khi mà bạn có một giai đoạn đầu nó thuận lợi thì những tình huống cướp rừng tiếp theo là thường được các đội tuyển Việt Nam thực hiện để khiến cho rừng của đối phương thọt. Rừng của đối phương là Đắc Lốt, và khi đã thọt thì sau tranh rất khó để có thể tỏa sáng được. Nên nhớ rằng Đắc Lốt là một mẫu ám sát, một mẫu sát thủ cực kỳ nặng. Ý tôi là nặng về việc cần phải có đồ. Chứ nếu như đây là một con bài không có đồ thì ngay cả đến việc đi dọn dẹp rừng cũng trở nên cực kỳ khó khăn dành cho người đi rừng đẹp của bên phía Sài Gòn Phantom. Đường dưới, Black One. Rồi, anh ta tạm thời hơi thua thiệt một chút khi phải đối đầu với một Omega như là Yamate đang cầm đây. Mikazura lúc này đã cho mình cấp độ 4, tức là anh ta có khả năng gây ra một cái khả năng làm choáng trên diện rộng rất tốt với cái chiêu cuối của mình nữa. Và anh ta lúc này thực sự là rất thoải mái. Malok anh ta đã có điểm nội tại. Và lúc này thực sự đánh vào Malok là một sai lầm đến từ Mikazura. Anh ta có thể sẽ dính một lượng sát thương chuẩn. Và nó sẽ được rất lớn, anh ta nên cẩn thận lùi ra. Ít nhất là cái công việc của Death đến thời điểm hiện tại vẫn giữ được một cấp độ lớn. Omega đứng dưới vừa dùng chiêu cuối để dọn dẹp lính nhanh nhất có thể. Anh ta muốn lên khu vực này để cùng hội ngộ với những người bạn của mình mở ra một giao tranh. Con rơi bây giờ nó cũng rất quý giá. Dẹp vừa sử dụng cho mình luyện ngục. Anh ta hất tung được HHCC lên. Nhưng HHCC vẫn như mọi khi được bắn cháy máy. Dẹp buộc phải rút ra. Nghe chừng là anh ta bỏ bạn rồi. Trong khi đó Black One đến với cái thủy thần. Thủy thần đang thức giấc. Anh ta tấn công vào Lux 95. Cyrus thì đang mắc kẹt ở đây. Thiên cứng đến mấy thì cứng, 4 đánh 1 không trộn cũng phải què mà thôi. Trong khi đó màn solo của Black thậm chí chấp cả trụ. Lux 95 không có một cái giá trị nào cả. Nếu như anh ta không đứng từ trụ, anh ta chắc chắn đã là một cô hồn. Chúng ta để nhận ra Sài Gòn Phantom luôn có một thành viên băng vào khe quắp HCC nhưng lại không có sự hỗ trợ được. Và có lẽ đó là một pha thi đấu tốt. Đổi mạng của hai bên hơi thái quá, có phần hơi thái quá. Rồng đang được giao tranh 2-3. Rồng thuộc về bên đội của Marine Esports. Và người ăn nói là pháp sư của họ chứ không phải là người đi rừng, không quan trọng nữa. Đẹp đánh rất ghê, nhưng cuối cùng những sát thương đến từ HCC mới là những thứ nổi bật nhất. Anh ta có bùa đỏ dưới chân, vừa mới hết xong mà thôi. Luyện ngục tung ra vẫn bị hết tung. Trước đó HCC buộc phải lăn người mình đi. Quá ghê, không có gì để nói nữa ngoài từ quá ghê dành cho HCC. Đây là phút thứ 5 của trận đấu. HCC đã có cho mình 5 điểm hạ gục và một lượng tiền khổng lồ là 3.700. Sự chênh lệch 3.700 này cũng phần nào đó là sự chênh lệch của Marine Esports và Sài Gòn Phantom hiện tại. Hãy nhìn Dark Road của Dev, anh ta chỉ có 2.200. Như vậy coi như anh ta đang thua đối phương khoảng độ tầm 1 món đồ rồi. Gãy. Và cái việc mà thua một món đồ này thì được HCC hiện thực bằng cách là anh ta dàn trải ra những món đồ ở cấp thấp không dùng. Tức là đây bây giờ thì anh ta đã có một món đồ lớn rồi, cái kiếm này là cái kiếm Nanfurnia, đúng rồi, tôi đã nhớ được cái tên của nó, và Yamate. Thực ra thì khi bị bắt Omega không sợ lắm vì khả năng bỏ chạy của Omega là rất tốt, đồng ý. Kích hoạt cái chiêu 1 của mình và quay lại làm choáng để chặn hậu cũng thoải mái thôi. Thế nên là đừng bao giờ tốn nhân lực đi bắt Omega cả. Và một trong những sự lựa chọn Omega đấy đặt nặng tính chất đó để lại. Wow, HCC đang tỏ ra rất tự tin, anh ta không sợ ai cả, mặc dù đó là Zeref, đó là Yamate. Cú thủy thần thực sự là tốt. HCC đã bị chủ bắn, anh ta né ra khỏi tầm luyện ngục của đối phương đang bị Yamate dí. Anh ta thoát được sự tấn công đến từ Yamate. Phía bên kia Black One đang băng vào rồi anh ta lại nhảy ra với một bóng bóng. HCC vẫn đang cố gắng bắn, chiêu cuối của Sarut có thể được tung ra. Anh ta không có cho mình chiêu cuối và HCC, đó là lý do HCC thoải mái tự tin đứng đầu tuyến, tiếp tục lộn vào nhưng bắn lại vào trụ thì phải. Cái trụ này nó sẽ bị phá hủy. Băng lên, đó là BK dừa. Anh ta giữ chân được không ai cả. Đó là cú choáng đến từ xà đất, HCC bị choáng. Anh ta tỉnh choáng, anh ta lộn lên, anh ta bắn. Anh ta bắn vào Zeref, đã có thêm điểm hạ gục nữa. Nhưng nó lại dành cho Sài Gòn Phantom một khu vực nào đó. Nhưng quay trở lại vấn đề đường dưới, HCC đang thực sự là quá kinh khủng. Quái vật, anh ta đã là quái vật huyền thoại đã có rồi. 607. Trời ơi, 607 được cho một con tướng đi rừng. Mà đặc biệt nói là Violet đến trận đấu này gần như đã có đến 90% kết quả. Tiếp tục hạ là dừa hạ gục đối phương không quan trọng. Cái vấn đề được nhắm đến bây giờ là cái trụ thừa sức có thể bỏ chạy. Zina không có một dấu hiệu nào cho thấy rằng có thể bắt kịp được một HCC đang có bùa đỏ dưới chân. Anh ta thả diều cho tới đến ngày mai cũng không chết được. Yamate thì cũng không thực sự quá mạnh mẽ trong bão. Tôi thấy Yamate đang băng vào. Và Yamate đang cố gắng dùng chiêu cuối gây sát thương cả hai người, nhưng sát thương HCC là quá nhiều. Anh ta đã bị tấn công Zeref, anh ta lộ ra được, luyện ngục đã bị ngăn. Tuyệt vời! Không thể tin nổi. Trong lòng tôi, anh ta là người chơi Violet xuất sắc nhất Việt Nam này. Cực kỳ hay. Đó là lý do vì sao rất nhiều những giao tranh, thậm chí là người đi rừng của Marine Esports là người lao vào trước, nhưng anh ta vẫn thoát ra được bằng những cú lăn lộn, bằng những tình huống hồi máu của những người bạn của mình. Và cảm giác như HCC chơi xạ thủ giống theo kiểu như là một con mồi, một cái mồi thơm để dụ đối phương la vào đã, sau đó anh ta thoát ra và anh ta trả đòn cực kỳ mạnh liệt. Đẹp quá yếu rồi,
đây không phải là sát thủ nữa, đây chỉ là một con Grab mà thôi. Đẹp đã phải lên bảng điểm số. Một mình Luck Nightfly ở đây gần như không có giá trị lợi dụng nhiều, nhưng vẫn có mạng dành cho Sài Gòn Phantom. Nhưng tất cả chỉ dừng lại mức độ đó mà thôi. Một con Thên chỉ đơn giản là một bao cát trong trường hợp này khi đã mất đi cái chiêu cuối của mình. Mà Luck di chuyển lên, anh ta không có điểm nội tại của mình. Anh ta tấn công vào Black One nhưng tôi nghĩ nó cũng không thực sự là quá nguy hiểm đâu. Black One đang kéo thời gian để HACC đường dưới đục cái trụ thứ 3. Và anh ta có thể làm được điều này mà thậm chí là đục được Yamate. Thần thánh rồi, thần thánh rồi. 10-0 chưa ta? Cũng phải đến 10-0 hoặc 11-0 gì đó. Còn bét nhất là 9-0, 8-0. Hơi thần thánh hóa quá. Được rồi, được rồi. Cái thời gian ngắn thôi, kiểu gì trở lên 10-0. Đồng ý. Và điều quan trọng, anh ta đã có cho mình kiếm Muramasa. Không ai có thể xông sang thường chết được anh ta cả, bởi nó sẽ giúp cho anh ta bất tử trong khoảng thời gian 1 giây thì phải, đúng không? Một giây đó anh ta hoàn toàn có thể lộ ra về chiến thức của mình, rồi sau đó tiếp tục thả diều bắn. Và khi hoàn thành xong thủy kiếm nữa thì thực sự cơ hội để Phantom lấy điểm ở cùng HCC là quá khó. Hơi nông, cái cú luyện ngục đó là hơi nông. Luck Nightfly đang bị tấn công quá nhiều với cả ba người, nhưng chú trọng vào trong đó khó HCC. Tuy ít năng lượng nhưng có bùa đỏ dưới chân, anh ta có thể bắn chết cả thế giới này. Thên không ngoại lệ, thêm bị làm choáng vào chiêu cuối của Thread. Sau đó thì mọi thứ như các bạn đã nhìn thấy rồi đấy, tan nát trong nhân siro và thảo dược. Tôi cũng chẳng nhớ trong cái quảng cáo nào nữa, nhưng nó là tan nát. Ủa. Rồi bao nhiêu rồi? 10 rồi, 10 hay 11 nhỉ? 10 không 11. Nếu mà là một MVP nó phải đến mười mấy điểm, 17-18 điểm không? 12 chứ. 23 điểm, đúng rồi. 10 không 11, như vậy là MVP với con số giá trị lên đến 22 điểm. Không ai khác, đấy chính là HCC. Và nếu như mà cái đà này tiếp tục diễn ra thì quá khó để Sài Gòn Phantom có thể có được chiến thắng trước Marine Sport. Bởi tôi cảm giác như HCC ở trong trận đấu này, anh ta đã loại bỏ toàn bộ tâm lý của mình. Cảm giác như anh ta đang đánh với Hải Phòng DK hay là Fit to Win gì đó. Cái cách luôn là lao lên giặt tanh của mình, không cần sự bảo kê đồng đội của mình. Chính xác. Bắn và thả diều rất thoải mái, điều đó chứng tỏ là tâm lý của anh ta lúc này đang được gỡ bỏ hoàn toàn. Và nếu như cho tôi nhập vai vào những chàng trai của Marini Sport thì họ đang nghĩ rằng là bây giờ có lôi cả cái giải đấu trường danh vọng ra hết đây, xếp hàng hết đây, chúng tôi có thể quật ngã tất cả. Nhưng khoan hãy vui mừng vì đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên mà thôi. Đây là cặp BO5, còn 4 trận trước đang chờ họ. Và nếu như họ muốn nghỉ ngơi sớm thì hãy làm tốt trong 2 trận tiếp theo đi. Còn công việc của Sài Gòn Phantom bây giờ là lớn hơn bao giờ hết. Họ ở trên cương vị là đội đứng trước ở trận chung kết, nhưng những gì họ thể hiện thì chưa được thỏa đáng cho lắm. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai sau một ít phút nữa.